Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng bồi nhọ Bắc Kinh với cáo buộc gián điệp mạng và tấn công mạng, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng tuyên bố ngày 12 tháng 10. Bình luận này đáp lại các báo cáo của một số công ty bảo mật Internet ở Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tăng cường hoạt động gián điệp để thu thập bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong 6 tháng qua. Ông Lục nói, Trung Quốc là một trong những nạn nhân chính của gián điệp mạng và tấn công mạng, nhưng đồng thời, Trung Quốc là một nước mạnh mẽ ủng hộ an ninh mạng. Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối và trấn áp bất kỳ hình thức gián điệp mạng và tấn công mạng nào. Vẫn theo lời ông, các công ty và cá nhân Mỹ hoàn toàn có động cơ xấu khi đưa ra những cáo buộc vô căn cứ rằng Trung Quốc dùng gián điệp mạng, nhắc tới vụ Edward Snowden phơi bày hoạt động do thám rộng khắp của chính phủ Mỹ hồi năm 2013. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh yêu cầu Mỹ ngừng bồi nhọ Trung Quốc bằng cách sử dụng lý do gián điệp mạng, ngừng những lời nói và hành động gây tổn hại các lợi ích của Trung Quốc và quan hệ Trung-Mỹ.